Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai vừa hỗ trợ viện phí cho hai trường hợp bệnh nhân nghèo, bệnh nhân khó khăn đang điều trị tại bệnh viện với tổng số tiền khoảng 41 triệu đồng. Trong đó, bệnh nhân vô gia cư tại khoa nội tiêu hóa được hỗ trợ toàn bộ viện phí điều trị và hỗ trợ tìm máy ấm cho người bệnh. Bởi bệnh nhân là người cơ nhỡ, tuổi cũng đã cao, lại bị tai biến và vừa điều trị xong xuất huyết tiêu hóa. Còn bệnh nhân này được hỗ trợ một phần viện phí hơn 26 triệu đồng để thay khớp háng, điều trị bệnh hoại tử chỏm xương đùi. Theo Phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, kể từ khi ký kết phối hợp với Tổng công ty Suna Desi để hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân nghèo, bệnh nhân khó khăn, cơ nhỡ, vô gia cư, đến nay đã gần 5 năm. Trên chặng đường đó, đã có hơn 400 người bệnh nhân được hỗ trợ với tổng số tiền lên đến gần 500 triệu đồng. Nhờ đó, hàng trăm người bệnh đã được điều trị kịp thời với dịch vụ y tế tốt hơn và trở về hòa nhập với cuộc sống.